Tiếp tục với các thông tin trên thị trường hàng hóa thưa quý vị. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần thì thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến giằng co. Tuy nhiên lực mua lại chiếm ưu thế đã hỗ trợ cho chỉ số chung MSCI Index tăng nhẹ gần 0,5% lên mức 2.167 điểm. Trong khi hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông sản và năng lượng đồng loạt tăng giá trong ngày hôm qua, thì phần lớn các mặt hàng nhóm kim loại và nguyên liệu công nghiệp lại đồng loạt giảm giá. Trong đó thì cà phê là mặt hàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất với mức giảm hơn 2% đối với cả hai mặt hàng cà phê là Arabica và Robusta. Đóng cửa giá hai mặt hàng lần lượt neo tại mức là 5.549 đô la Mỹ một tấn và 4.503 đô la Mỹ một tấn. Theo MSCI thì giá cà phê chịu áp lực lớn trong phiên giao dịch ngày hôm qua do thời tiết chuyển biến tích cực hơn đối với mùa vụ tại Brazil. Vâng, còn trên thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng ngày hôm nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ giảm nhẹ khoảng 200 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Cụ thể là giá cà phê trong nước tiếp tục được thu mua quanh mức 111.100 đến 111.700 đồng 1 kg. Thị trường cà phê đang trong nhịp điều chỉnh giảm quen thuộc khi mà nước ta chuẩn bị bước vào vụ chính thu hoạch. Cho dù những tháng đầu năm thì khô hạn kéo dài đã khiến cho năng suất cây trồng bị sụt giảm, nhưng mà thị trường thì vẫn kỳ vọng vào sản lượng cà phê vụ mới của Việt Nam sẽ góp phần bổ sung nguồn cung cho thế giới. Theo tôi thì giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong tháng 10 khi mà sản lượng dần dần tăng. Khả năng cao thì giá vẫn duy trì trên 100.000 đồng 1 kg.